Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Xe Điện Việt Thanh. Trong thời gian vừa qua, hãng xe VinFast đang áp dụng một chương trình ưu đãi rất tốt, giảm tới 25% giá đối với tất cả các mẫu xe máy điện nhà VinFast. Vậy nên có rất nhiều khách hàng đang quan tâm đến một mẫu xe trong phân khúc cao cấp của xe máy điện, đó chính là mẫu VinFast Vento S đang đứng cạnh mình ngày hôm nay. Thế nên mình sẽ đưa ra phân tích cũng như là đánh giá những điểm mạnh hoặc là điểm còn hạn chế của mẫu xe VinFast Vento S này để các bạn có thể đưa ra quyết định rằng có nên mua ngay chiếc Vento S trong thời gian đang được giảm giá rất ok này không nha. Các bạn hãy cùng mình là Phương Thảo đây, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nha. Trước hết, mình sẽ phải đánh giá một chút về tổng quan mẫu xe Vento S này. Đây là mẫu xe thuộc phân khúc xe máy điện cao cấp. Vậy nên các bạn nếu mà so sánh với các mẫu xe điện thông thường thì mẫu xe Vento S có mức giá hơi cao một chút. Nhưng bù lại thì mẫu xe này có rất nhiều trang bị cũng như là công nghệ hiện đại vượt bậc nhất trong làng xe máy điện hiện nay. Và cụ thể là gì thì lát nữa mình sẽ phân tích thêm. Mẫu xe Vento S được hãng xe VinFast định vị là một mẫu xe điện cá tính hướng đến nhóm giới trẻ năng động và yêu thích sự mạnh mẽ, khỏe khoắn. Mẫu xe này có mức giá bán là 56 triệu, tuy nhiên đã được giảm xuống còn 50 triệu theo giá niêm yết mới. Các bạn nhớ nha, bây giờ Vento S chỉ còn 50 triệu mà thôi. Ngoài ra, bạn nào hoặc đang có người thân đang làm trong ngành giáo dục thì còn được giảm tới 25% nữa, tức là giá xe bây giờ chỉ còn khoảng 37 triệu hơn một chút mà thôi. Các bạn thấy không, một mẫu xe đang từ khoảng 50 triệu xuống còn hơn 37 triệu thì rất là ok, các bạn nên chốt xe ngay trong đợt này nha. Mẫu xe này thì mình vừa báo với mức giá là chưa bao gồm pin các bạn nha. Nếu các bạn mua pin và làm cũng áp theo suất ưu đãi 25% đối với các cán bộ nhân viên ngành giáo dục thì sẽ còn được giảm còn 15 triệu tiền pin. Vậy nên cộng ra chỉ khoảng là hơn 52 triệu tiền cả xe và pin. Như thế là một mức rất là ưu đãi cho một mẫu xe điện cao cấp. Ngoài ra, bạn nào không muốn mua pin thì có thể áp dụng hai hình thức thuê pin mà VinFast mới tung ra. Ngoài ra, nếu bạn nào không muốn mua pin thì còn có thể áp dụng chế độ thuê pin với hai mức. Đó là mức 350.000 một tháng với giới hạn vận tốc là 2.000 km, tức là hàng ngày các bạn sẽ đi trong khoảng là 66 km. Còn bạn nào mà đi nhiều hơn, thích đi phượt bằng mẫu xe điện thì chúng ta có thể mua gói là 990k một tháng, đi thoải mái luôn, không bị giới hạn một ngưỡng vận tốc nào hay là một ngưỡng quãng đường nào cả. Thế nên là các bạn cứ cân nhắc hai gói thuê pin này nha, tùy vào nhu cầu di chuyển để chúng ta lựa chọn cái gói phù hợp nhá. Điểm mạnh đầu tiên mà các bạn sử dụng xe Vento S sẽ thấy ngay đó chính là mẫu xe này rất rất mạnh. Mạnh như thế nào? Thì thứ nhất, đây là một mẫu xe trong phân khúc xe điện cao cấp, không sử dụng động cơ đặt ở bánh sau như nhiều các mẫu xe điện phổ thông thông thường. Mẫu xe này sử dụng động cơ là side motor, tức là động cơ đặt ở phía bên cạnh, chuyển động bằng bánh răng. Thế nên là cái độ kéo cũng như độ khỏe của mẫu xe này thường cao hơn so với các mẫu xe mà đặt động cơ ngay ở bánh sau. Mẫu xe này thì có công suất động cơ theo danh định là 3.000W nhưng thực tế cực đại có thể lên tới 5.400W, rất rất mạnh các bạn ạ. Vận tốc tối đa của mẫu xe này là 89 km/h, đi thực tế thì các bạn có thể là sẽ đạt được khoảng 85-86 km/h nha. Điểm mạnh thứ hai đó chính là khả năng an toàn của mẫu xe Vento S. Mẫu xe này được trang bị cả phanh đĩa bánh trước và bánh sau, đặc biệt là bánh trước còn áp dụng là phanh ABS, tức là hệ thống chống bó cứng phanh. Thế nên là khi gặp chướng ngại vật hoặc là tình huống khẩn cấp trên phố, các bạn cứ bóp tay phanh thoải mái ở cả hai phanh trước và sau, thì nhờ có hệ thống ABS thì xe sẽ không bị xòe bánh hoặc là bó cứng hoặc là bị giật cục. Thế nên là mình cũng sẽ đảm bảo được độ an toàn hơn. Ngoài ra, về khả năng chống nước và chịu ngập thì mẫu xe Vento S có khả năng chịu ngập nước tốt hơn so với nhiều mẫu xe mà động cơ đặt ở bánh sau. Nhờ động cơ side motor thế nên là mẫu xe này có thể chịu ngập nước liên tục trong khoảng là 0,5m 30 phút liên tục các bạn nha. Mẫu xe này nhờ có động cơ đặt ở bánh sau như thế thì các bạn cũng dễ dàng vệ sinh bánh sau cũng như là các bộ phận khác được dễ dàng hơn. Điểm nhấn thứ ba của mẫu xe Vento S đó chính là thiết kế rất năng động và cá tính thời trang nữa các bạn ạ. Mẫu xe này thì sử dụng đèn LED và đi cầu lồi, thế nên là rất sáng. Đi ở dưới đường mà trời tối thì các bạn cứ thoải mái mình đi, tất kể cả là điều kiện thiếu sáng nha. Phần đèn xi nhan cũng là dạng là LED chạy chứ không phải là nhấp nháy bình
bình thường, thế nên trông nó cũng cá tính cũng như là thời trang hiện đại công nghệ hơn. Và điểm đặc biệt là màn hình xe của Vento S sẽ đẹp hơn rất nhiều so với các mẫu xe VinFast mà mình đã review trước đây. Màn hình này mặc dù là không to bằng các mẫu xe của nhà Yadi, nhưng mà màn hình là màn hình có màu tinh thể lỏng và đa sắc điện tử nha. Trông thiết kế cũng rất đẹp và hiện đại nữa. Khi mà các bạn nhìn vào màn hình này thì hiển thị đầy đủ tất cả các thông số bao gồm cả giờ này và tỷ lệ phần trăm pin của mẫu xe đang còn bao nhiêu. Mình rất thích cái chi tiết này bởi vì đây là một cái điểm mà các nhiều mẫu xe sử dụng bình ắc quy không có. Chỉ có những cái mẫu xe của nhà VinFast mới hiển thị phần trăm pin nó chuẩn và cũng như là chính xác như thế này, để giúp các bạn khi mà chúng ta đi đường thì chúng ta sẽ biết là lúc nào thì nên cần sạc pin. Và đương nhiên là mình cũng đã lên video về hướng dẫn cách sử dụng xe điện sao cho độ bền được dài nhất. Các bạn hãy vào kênh để xem lại video đó nha. Điểm mạnh thứ tư của mẫu xe Vento S đó chính là sự tiện lợi. Mẫu xe này như các bạn thấy ở đây là sẽ không sử dụng bộ mở khóa thông thường mà sẽ sử dụng Smart Key hoặc là kết nối với app điện thoại để chúng ta quản lý xe. Như vậy là sẽ đảm bảo sự bảo mật cao hơn. Nếu như ai có ý định trộm xe này thì các bạn cứ yên tâm nha, không thể dễ trộm được đâu. Ngoài ra xe nếu mà bị dắt đi đâu thì các bạn có thể theo dõi trên app điện thoại, sẽ có định vị chính xác chi tiết luôn của mẫu xe Vento S của các bạn là đang ở vị trí nào. Và yên tâm là cái định vị GPS thì sẽ được sử dụng một nguồn điện riêng, tức là nếu mà xe có hết pin thì ở trên GPS vẫn báo vị trí của xe, giúp các bạn kiểm tra xe một cách dễ dàng hơn. Mẫu xe Vento S thì sử dụng pin lithium LFP của nhà VinFast. Như các bạn cũng đã biết thì pin LFP có khả năng vận hành tốt hơn so với các mẫu ắc quy thông thường, và cũng như là độ an toàn chống cháy nổ của pin LFP cũng tốt hơn nữa. Các bạn cứ yên tâm là khi mình sử dụng, nếu có vấn đề gì thì cục pin nó chỉ xì khói thôi, không bị phát ra tia lửa điện để mà chống cháy nổ, rất an toàn nha các bạn. Mẫu xe này khi các bạn mua xe sẽ được trang bị ngay một cục sạc 1000W, tức là cục sạc nhanh giúp các bạn sạc xe chỉ trong 4 tiếng đã đầy pin rồi. Khác với các mẫu xe Evo hay là Carrera hoặc là Felix S thì các bạn phải mua thêm thì mới có một cục sạc 1000W như thế này. Nhưng mà mua xe ngay từ đầu là các bạn đã được phát cho cục sạc to như thế rồi, thế nên là mình sẽ sạc nhanh giúp xe di chuyển ok và tiết kiệm thời gian của các bạn hơn. Thế như vậy là mình đã giới thiệu những cái điểm mạnh mà đáng chú ý nhất của mẫu xe Vento S này. Tuy nhiên trong quá trình trải nghiệm thì mình thấy vẫn còn một số hạn chế nho nhỏ mà mình sẽ chia sẻ để các bạn đưa ra quyết định cuối cùng là bản thân mình có phù hợp với mẫu xe này hay không nha. Mẫu xe Vento S thì khi mà mình đi thì cảm thấy là cuộc giảm sóc nó hơi kém, tức là mình đi thì cái phần tay lái cũng như là độ rung của xe khá là nặng, và tức là cái độ tiêu chấn nó không tốt, thế nên là các cái xung chấn khi mà ở dưới đường dội vào thì giúp mình cảm thấy hold up, wait a minute, nó hơi mệt. Mẫu xe này khi mà mình đi qua các ổ gà hoặc là gờ giảm tốc thì cảm thấy là bị dội các phần xung chấn lên tay và người rất rõ. Thế nên là nếu bạn nào mà đi cái xe trong cái quãng thời gian dài thì sẽ cảm thấy hơi mệt và đau lưng nha, bởi vì yên của mẫu xe Vento S không quá mềm đâu. Và một điểm hạn chế nữa của mẫu xe Vento S đó chính là quãng đường đi được chưa đạt được như kỳ vọng thực tế. Mẫu xe này được hãng xe VinFast công bố là nếu sạc đầy thì có thể đi được tới gần 200 km. Tuy nhiên thực tế thì mình đã đi rồi, mẫu xe này chỉ đạt được khoảng là 101 đến 102 km trong một lần sạc đầy thôi. Nếu mẫu xe này mà các bạn sử dụng thì sẽ phù hợp đi trong phố phường hoặc là nhà ở ngoại thành ở cự ly gần thì mình sẽ di chuyển thoải mái hơn. Còn bạn nào mong muốn mà đi du lịch hoặc là nhà ở dưới quê thì các bạn cũng cần cân nhắc xem là có nên sử dụng mẫu xe Vento S này hay không nha. Tuy nhiên không phủ nhận là mẫu xe này đi rất khỏe, rất thoải mái, vượt dốc hoặc là thậm chí là đường đèo thì cũng vẫn rất tốt nhé. Ok, như vậy là mình đã có một cái đánh giá tổng quan để các bạn có được một góc nhìn về mẫu xe Vento S. Mình cho rằng mẫu xe Vento S sẽ không hướng đến phổ thông cũng như là đa số người sử dụng, mà mẫu xe này có một cái tệp khách hàng định vị riêng là những người thiên về sự cá tính, thiên về thời trang cũng như là muốn khẳng định một vị thế mà bản thân đang đạt được những cái thành công mới trong xã hội. Bởi vì mẫu xe này thuộc cái nhóm là xe điện phân khúc cao cấp, thế nên là chúng ta không nên bàn về vấn đề đắt rẻ ở đây khi mà muốn sở hữu mẫu xe Vento S này. Và mình thấy rằng khi mà áp dụng cái chương trình khuyến mãi rất tốt của VinFast thì các bạn
đừng có bỏ lỡ cơ hội để sở hữu một mẫu xe thuộc phân khúc cao cấp mà đang có một mức giá rất ok, rất thơm này nha. Mẫu xe Vento S thì được bảo hành pin 3 năm, thậm chí là sắp tới đây VinFast sẽ có tung ra chương trình là tăng thời gian bảo hành pin lên tới 5 năm, một thời gian bảo hành rất dài và rất tốt so với làng xe máy điện hiện nay. Các bạn cứ yên tâm mà sử dụng trong suốt thời gian mình sử dụng, nếu có vấn đề gì về pin thì chúng ta có thể thay thế một cục pin mới nha. Mẫu xe này đang được bán tại hệ thống xe điện Việt Thanh, các bạn ở các tỉnh thành đều có thể liên hệ, bên mình có hệ thống hơn 20 cửa hàng ở tại 5 tỉnh thành lớn tại Việt Nam, hoặc thậm chí có thể ship xe tận nhà nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, hãy ủng hộ kênh mình bằng cách đăng ký để chúng mình ra nhiều video hơn giới thiệu nhiều mẫu xe mới và các tính năng mới của các xe nha.